Hello, xin chào mọi người nhé. Video này mình xin chia sẻ cho các bạn cách sửa lỗi cái missing cell. Khi các bạn mà đăng nhập vào game đột kích tự nhiên nó có cái báo cái lỗi như thế này: missing cell DNN C cell.dnn này và không vào được game. Thì mình xin chia sẻ cho các bạn cách sửa như sau. Đầu tiên là các bạn hãy vào cái phần tại cái phần tìm kiếm ở cái thanh Start này, các bạn gõ chữ update để vào cái phần update này, Windows update. Tại đây các bạn nhìn xuống cái list danh sách như thế này thì các bạn kích vào cái phần Windows Secure này, bảo vệ Windows này. Và tại đây thì các bạn mở cái này ra, Open Window này ra. Tại một bên danh sách ở bên tay trái này, các bạn chọn vào cái virus third này. Và nó hiển thị ra như thế này thì các bạn lăn chuột giữa để chọn xuống cái dòng ngoài virus và kích vào cái phần malware này, setting. Khi nó vào được cái phần này rồi, các bạn lăn chuột trái, lăn chuột giữa để kéo xuống dưới. Các bạn chú ý xuống cái dòng chữ exclusion này, exclusion. Tại đây các bạn kích vào cái chữ add or remove này và mở nó ra. Tại đây các bạn kích chuột trái vào cái chữ S này và chọn đến kích chuột trái vào và chọn đến folder. Tại đây các bạn thêm cái folder của cái game đột kích vào. Mình để ở ổ C program file và chọn đến cái folder của nó, PTC online, thêm vào. Cái này có nghĩa là nó sẽ loại trừ, không chặn cái file VTC online hoạt động khi chúng ta mở chơi game đột kích. Cái này có nghĩa là giống như kiểu tường lửa đấy, chặn virus khi các bạn chơi game đột kích thì nó sẽ loại trừ cái phần này ra, nó sẽ không chặn cái này và các bạn có thể vào được. Mình thử vào cho các bạn xem. Lưu ý là các bạn của phần này nhá, update này, mình làm lại một lần nữa này, update này. Phần này thì chọn xuống cái khiên bảo vệ này, Windows này, và tại đây mở nó ra. Tại cái phần bên trái này thì chọn đến cái virus, lăn chuột giữa xuống dưới, chọn đến cái dòng này, virus test protect setting manager này, mở ra và lăn chuột giữa xuống đến cái phần execution này, add cái file VTC online game đột kích vào. Hoặc các bạn có thể kích ở cái phần màn hình bên phải dưới này, các bạn mở cái này ra. Đây nó có cái khiên này, các bạn nháy đúp vào để mở ra, chọn vào cái biểu tượng khiên này và lăn chuột giữa, chọn xuống cái dòng virus threat protect setting này, làm như lúc vừa mình nói, thì add vào cái file đây thôi. Mình sẽ test cho các bạn xem có vào được chưa nhá. Lúc sáng đến giờ mình vào thì nó cứ bị báo cái lỗi missing cell đấy, báo cái lỗi này. Từ sáng đến giờ vào nó toàn bị cái lỗi này, nên giờ mình chia sẻ cho các bạn cách sửa lỗi để vào được. Các bạn vào,
Và như vậy là đăng nhập được rồi các bạn ạ. Như vậy là vào được rồi nha các bạn. Và như vậy là cái video này mình chia sẻ cho các bạn cách như thế. Các bạn chỉ cần vào cái phần biểu tượng khiên đấy, các bạn thêm cái folder CF vào thì nó sẽ không bị chặn. Nên hôm nay có 6 cái quả cầu may mắn free này. Và như vậy là cái video của mình kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây.